could be us. So back to what I was saying. Could be us. Anh đế nghèo nhất xe buýt thả đi bốc vác chứ quyết không nhận phim rác. Cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng bữa của anh đế nghèo nhất xe buýt Phú Đài Long khiến khán giả xót xa. Dù vất vả mưu sinh, tài tử Đình Nhân Kiệt vẫn bằng lòng với cuộc sống, nhất quyết không nhận phim rác dù nghèo khó đến đâu. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, đoạn clip ghi lại cảnh anh đế Phú Đài Long ăn bánh mì kẹp thịt trong bộ dạng lôi thôi gây nhiều sự chú ý. Nhiều năm qua, Phú Đại Long có cuộc sống kín tiếng, anh không có dự án mới cũng không tham gia đóng quảng cáo các show truyền hình thực tế. Từng nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Kê, Phú Đại Long lại có cuộc sống nghèo túng khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Đến mức truyền thông Hoa ngữ ví von tài tử Địch Nhân Kiệt là ảnh đế nghèo nhất xe buýt. Phú Đại Long sinh năm 1976 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. 8 tuổi, anh đã gia nhập làng giải trí khi góp mặt trong các dự án trung thể. Màn trèo sân này đã giúp Phú Đại Long có vai thiếu niên Bành Đức Hoài. Đây cũng là bước ngoặt giúp anh nhận được giải thưởng diễn viên nhí xuất sắc khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại ngôi trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh tiếng, Phú Đại Long bắt đầu dấn thân vào ngành giải trí với hàng loạt vai diễn để đời trong các dự án Mặt Trời Tím, Thiên Cầu, Bốn Thiếu Gia ở Kinh Thành, Địch Nhân Kiệt, Đại Tần, Đế Quốc Tung Hoành, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Chim Nhạn Bay Về, Một Cuộc Bể Sâu, Trăng Máu hay Hồng Vũ Đại Án. Không chỉ là diễn viên thực lực, Phú Đại Long còn rất tâm huyết với nghề. Mỗi vai diễn anh đều đặt vào đấy rất nhiều sự cố gắng. Còn nhớ khi đóng vai người nông dân bị áp bức trong Mặt Trời Tím năm 1999, Phú Đại Long đã quyết định dành ra 2 tháng về nông thôn học cách cày ruộng, trồng cây để hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất. Cũng vì sự tâm huyết với nghề, Phú Đại Long nhất quyết nói không với việc nhận phim rác hay các show truyền hình thực tế vì không muốn hạ thấp giá trị của nghề diễn viên mà anh dành cả đời theo đuổi. Phú Đại Long chấp nhận cuộc sống khốn khó, 7 năm không có phim để đóng và phải làm đủ nghề từ công nhân bốc vác đi giao hàng hay giáo viên dạy kèm để kiếm sống. Phú Đại Long may mắn khi vợ nhiều mẫn lê không nề hà cuộc sống vất vả. Đôi uyên ương từng sống trong căn nhà chỉ 70m² lúc mới cưới, chuyển nhà đến 5 lần trong 5 năm đầu đến với nhau. Đến nay, Phú Đại Long cũng chưa mua được nhà riêng, phải ở nhà thuê. Lắm khi mẹ và vợ phải viện trợ sinh hoạt phí để anh đế trang trải cuộc sống, những lúc túng bấn lại không có phim đóng. Nói về cuộc sống túng bấn của mình, Phú Đại Long từng trải lòng, sống như thế cũng tốt lắm, thù lao đóng phim của nghệ sĩ không cao như tưởng tượng của nhiều khán giả đâu. Còn về phần vợ anh đế Phú Đại Long, nhiều mẫn lê từng hết lời khen ngợi cho mình. Trong mắt tôi không ai xuất sắc ngoài anh ấy, dù nghèo tiền bạc nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, tình cảm đong đầy. Nhiều năm qua, anh đế Phú Đại Long không còn xuất hiện trên màn ảnh khiến khán giả thắc mắc. Cuộc sống của hai vợ chồng nhiều mẫn lê Phú Đại Long cũng là dấu hỏi lớn. Không ít người nể phục tài tử Địch Nhân Kiệt khi đứng trước gánh nặng cơm áo, gạo tiền, lại kiên quyết không nhận lời tham gia phim rác hay các show truyền hình thực tế như nhiều nghệ sĩ xe buýt hiện nay.